Bất ngờ Sư Minh Tuệ đi ngang thành phố Đồng Hới, hàng triệu bà con giữa trời nắng 40 mấy độ ra đón Sư Thầy Minh Tuệ. Này thì các sư đã tới thành phố Đồng Hới rồi nha mọi người. Đó. Đây, các sư tiến về đường trong miền Nam nha. Đấy. Đấy, sư Kim Cang đây. Đấy. Đó, các sư là đang tiến hành vô thành phố nha. Đó, hiện tại giờ bà con rất là đông luôn. Đó, kẹt xe luôn nha mọi người. Đó, Sư Minh Tuệ đang đi phía sau của hai chị sĩ và bảo vệ hai bên nha. Đấy. Đấy mọi người không? Đó, bà con rất là đông. Đó, hàng triệu con người ta chứ không phải là hàng ngàn đó mọi người. Đó thì đi qua một cái thành phố rất là khủng khiếp luôn nha. Đó, thấy chưa? Đó, nếu như mà ai mà mệt đó lội không có nổi đâu. Hiện tại giờ với cái nắng là 45 độ C. Đó, trên cái tuyến đường nhựa nha, thành phố ở Đồng Hới nha. Hả? Có, có lên sóng không? Đấy. Đó, đang sư đang tiến về thành phố Đồng Hới nha mọi người ơi. Đó, đang chưa có đi qua khỏi thành phố Đồng Hới nha, mới vừa vô mà quá trời đông rồi. Đó là cả hàng triệu người nha, đó, gần 1 triệu ngàn người á, gần 1 triệu người hiện tại giờ đang đi trên đường nhựa nha, từ trước tới sau cách khoảng chừng 2 cây số. Đó, người ta đi cách khoảng 2 cây số nha mọi người. Đó, nói chung là quá là khủng khiếp. Khi mà quay á, lâu lâu ví dụ ta gặp cái bạn tới chỉ vô để dẫn họ hỏi hỏi, ví dụ chỉ vô cái bạn được 30 giây để dẫn họ hỏi hỏi, đúng không? Đúng rồi. Từ lâu lâu để dẫn để người ta hỏi làm gì mình cứ ví dụ tới một cái địa điểm nào đó. Đó địa chỉ mình, nào ha? Mình chỉ vô để người ta hỏi hỏi là đang đến xã nào, phương nào, huyện nào, đúng chưa? Đúng rồi. Đó, thành phố Đồng Hới mọi người ơi, chào đón sư thầy Minh Tuệ rất là nhiều. Đó, hai bên tuyến đường luôn, nói chung mọi người là từ trước đến sau là hàng triệu con người ta. Đó, chào đón sư thầy Minh Tuệ nha, thành phố Đồng Hới, thành phố Đồng Hới mọi người ơi. Đó, thật sự là bữa nay là thầy đi vô thành phố thật là khủng khiếp, khủng khiếp người ta luôn, quá đông luôn rồi. Là bữa nay là thầy đi ngang thành phố là đông nhất, nói chung là còn quốc lộ là đi bít đường luôn, không có đường đi luôn nha mọi người. Đấy, mọi người thấy chưa? Đó, biết bao nhiêu con người ta chào ra để mà đón sư Minh Tuệ. Bà con đi là không biết nắng, không biết mệt luôn nha mọi người. Đó, dưới cái nắng là 40 mấy độ C hiện tại bây giờ nè. Đó, hàng triệu người để mà tung hô mừng đón sư thầy Minh Tuệ. Thầy là đi tuốt Mỹ ở trước mọi người. Đó, toàn là chen lắng hết để nhìn thầy. Đó, quá nhiều luôn, thật sự là không thể đếm hết được. Bít đường luôn mọi người.
xe đậu quá trời luôn nè. Tưởng tượng được hả mọi người, đấy nắng là rát da luôn nha. Đó, nhưng mà bà con vẫn đi nha mọi người. Nó đi qua một cây cầu nè. Hàng triệu người dân bà con đồng hới ra đón sư thầy Minh Tệ tại lúc này nha mọi người, thật là khủng khiếp luôn. Đó, quá xá đông rồi đấy, người thấy không, hàng triệu con người nha. Đó, ra đón sư thầy nha mọi người, quá đông rồi. Chạy về chân nè, chạy để mà cho kịp để gặp thầy á mọi người. Đấy mọi người thấy không, quá nhiều. Đó, còn là đi là chạy không, đi quá nhanh. Thì có thể nói là mình đi theo muốn không kịp luôn đó, chạy chen lắng hơn trước á. Đấy, thầy đi qua xong một tuyến đường là kiểu như giống quen không người. Chào đón sư Minh Tệ nha. Đấy, con nít cũng đi xe heo nữa nè. Đi dài lên đó nha mọi người. Đấy.